Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật, và như chúng tôi cũng có liên tục phản ánh trong phần tin tức, đó là không khí lạnh sẽ về với khu vực miền Bắc từ chiều nay. Vậy thì không biết là khi mà có không khí lạnh tăng cường thì thời tiết ở khu vực miền Bắc sẽ có những chuyển biến ra sao chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ, khu vực Hà Giang, Cao Bằng sẽ là nơi đầu tiên đón không khí lạnh ạ, khi mà khoảng 15-16 giờ thì trời sẽ có mưa dông rải rác. Thưa quý vị, sau đó đến tối và đêm nay thì mưa sẽ dịch chuyển dần xuống khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Cùng với mưa, nhiệt độ cũng sẽ giảm dần. Đêm nay trời chuyển se lạnh, như là tại thủ đô Hà Nội và các thành phố, nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 24 độ C. Một số nơi vùng núi như là Lạng Sơn, Sơn La, nhiệt độ thấp hơn vào khoảng là 19 độ C. Riêng các điểm núi cao như là Sapa hay là Đồng Văn thì chỉ vào khoảng là 15 đến 16 độ C, trời rét. Dự báo từ mai, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày thời tiết đặc trưng của mùa thu, ban ngày nắng vàng và dịu mát, về đêm và sáng sớm thì trời lạnh. Vâng, như vậy có thể thấy là đợt không khí lạnh lần này đã mang đến cảm giác lạnh cho người dân rồi. Vậy thì còn với khu vực miền Trung thì sao, khi mà dự báo mưa lớn sẽ vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay? Và đâu là những khu vực mà người dân sẽ cần phải lưu ý là có mưa to vậy ạ? Vâng ạ, hôm nay thì vùng mưa sẽ mở rộng ra từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên ạ. Thưa quý vị, trong đó các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ tập trung nhiều điểm mưa lớn nhất, với lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 70mm và có nơi mưa vượt 90mm. Với dự báo này thì cường độ mưa sẽ giảm hơn so với ngày hôm qua, nhưng trời còn mưa vẫn tiềm ẩn nguy cơ về sạt lở đất. Bà con nên kiểm tra xung quanh nhà, nếu thấy các dấu hiệu như là vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái ta luy, cây cối nghiêng ngả thì cần phải di dời ngay. Ở phía Nam hôm nay, khu vực Tây Nam Bộ có mưa từ sáng, còn ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa sẽ tập trung về chiều. Cảnh báo có nhiều điểm mưa to trên 70mm. Mưa cấp tập, nước không kịp thoát dễ gây ngập úng vùng trũng thấp khu đô thị, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ cũng sẽ mạnh dần lên là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Kiên Giang, cảnh báo sẽ có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Một thông tin đáng chú ý khác là hiện nay ở phía đông Philippines đang có một cơn bão và tên quốc tế là Chami. Khả năng khoảng ngày 24 đến 25 tháng 10, bão sẽ di chuyển vào khu vực Biển Đông và gây ra thời tiết xấu. Trước nhận định Biển Đông sắp xuất hiện bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền trên biển biết để có thể chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Vâng, về diễn biến của cơn bão này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Còn trong ngày hôm nay thì từ biển cho tới đất liền sẽ có nhiều khu vực có mưa, và mưa lớn tập trung ở miền Trung đi kèm với nguy cơ về sạt lở, lũ quét. Bởi vậy mà quý khán giả cũng cần lưu ý để chúng ta có những sự chủ động ứng phó.